Hello, chào các bạn. Đến video tiếp theo ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là mẹo viết các phương trình hay gặp nha. Thì phương trình hay gặp của oxy nè, rồi hydro nè, rồi của H2O nè, rồi phở phân hủy ha. Rồi tiếp theo là HCl và H2S4. Ok ha. Rồi thầy sẽ chỉ các bạn cách viết rất đơn giản ha. Bây giờ thầy chỉ. Giờ nè, natri. Natri đi với oxy ha. Ok. Giờ chúng ta nhớ thầy, natri đi với oxy chúng ta sẽ ra hợp chất là Na2Na nè, 2O cho thầy. Ok nha. Tại sao thầy viết Na2O thì các bạn coi lại thầy. Na nè, với oxy đúng không? Thì ta nhớ là Na hóa trị 1, oxy hóa trị 2. Ta viết chéo rồi. Số 1 ta khỏi ghi nên ta có công thức là Na2O. Ok nha các bạn. Rồi thì thầy chỉ cân bằng nè. Ở đây ta có thấy O2 nè. Ở đây mới có một ô, viết như vậy có nghĩa là một ô, ta thêm đây số 2 thầy. 2 x 2 là 4, chỗ này là 4 cho thầy. Rồi ok nha. Rồi tiếp theo, K cộng oxy thì chúng ta cũng viết y chang luôn, ta ra K2O cho thầy luôn. Tại sao? Tại vì K nè, hóa trị 1, oxy hóa trị 2. Đó, các bạn nhớ viết chéo này. Đó, nên K2O nha. Rồi ở đây chúng ta cũng cân bằng nè, O2 ở đây mới có 1, thêm 2 đây. 2 x 2 là 4. 4K ha. Rồi xong. Tiếp 3 là Cu cộng oxy thì các bạn ra thầy là CuO đó. Tại sao CuO? Nhớ thầy là Cu hóa trị 1, hóa trị 2 chứ, oxy thường hóa trị 2. Cu hóa trị 2 nè, oxy hóa trị 2 nên cho ta dạng đớt cho thầy ta viết là CuO nha. Cái nào cùng hóa trị thì các bạn viết y chang luôn, khỏi đổi. Rồi chúng ta cân bằng nè. Ở đây có O2, ở đây có 1, 1O nè. Cái này thêm 2, 2, 2 Cu. Rồi ok nha. Rồi tiếp 4, Mg cộng oxy luôn, chúng ta cũng ra là MgO luôn nha thầy nha. Rồi tại sao? Thì chỉ lệ là Mg hóa trị 2, oxy hóa trị 2, gạch luôn nha thầy. À giống nhau. Này giống nhau nên ta viết là MgO nha. Như vậy là ta cân bằng luôn. Ở đây có O2 ta thêm 2 Mg. Ok nha. Rồi tiếp Al cộng với oxy chúng ta ra là Al2O3 cho thầy. Đó. Rồi dịch cân bằng thầy chỉ nè. Ở đây O2 này O3 quy về con số 6 cho thầy nha. Ta quy về con số 6 cho thầy. Quy về con số 6 nha. Quy về 6 hơn vậy là 6 chia 3 ô nè, ở đây còn 2. 2 x 2 là 4. 6 chia 2 chỗ này điền 3. Bạn nào mà chưa biết cân bằng các bạn coi video chuyên về cân bằng của thầy nha. Rồi. Câu 6 này chúng ta sẽ là Fe3O4. Rồi tại sao Fe3O4 thầy chỉ ha. Fe3O4 mình nhớ là sắt có hóa trị 2 là FeO nè. Rồi Fe2O3. Rồi các bạn học mẹo vậy thầy nè. Này hóa trị 3 nè. Rồi ta có nè, 1 Fe cộng với 2 Fe là ra 3. 1 O cộng với 3 O là ra 4. Fe3O4 nha. Rồi cân bằng sao thầy chỉ Fe3, chỗ này 1 thêm 3, này là 4 đúng không? Ở đây mới có 2 thêm 2 cho thầy. Đó. Xong. Rồi cái này ZN cộng oxy cũng ra ZNO. Ở đây có 2 oxy, ở đây mới có 1 thêm 2. 2 ZN 2. Rồi C cộng với oxy các bạn nhớ đây là CO2. B cộng oxy chúng ta ra B2O5 cho thầy. Đó. Rồi thì chỉ ở trên này cân bằng này nè. C với C đủ nè, O2 đủ rồi, B2O5 nè. Giờ ở đây có O2 nè, ở đây O5 là quy về thầy là con số 10 nha. Quy số 10 vậy 10 chia 5 được 2 đây. 10 chia 2 ta điền 5. Rồi 2 x 2 là 4, cái này là 4. Đó. Rồi H2 cộng với oxy thì chúng ta ra H2O. Rồi. Thầy chỉ sao ở đây là B2O5 nè. B hóa trị 5, O hóa trị 2 nên chúng ta viết chéo là B2O5 cho thầy. Kịp chưa? Rồi H2O ở đây nè. O2 ở đây mới có 1 nè. Ở đây mới có ghi là 1, cho thêm 2 đây. 2 x 2 là 4, chỗ này thì 2. Ok nha. Rồi CH4 cộng oxy chúng ta ra CO2 cộng H2O cho thầy. À. C2H4 cộng oxy cũng ra CO2 cộng H2O cho thầy. Rồi S cộng oxy là các bạn nhớ là SO2. Giờ thầy chỉ cân bằng cái phản ứng trên nè. C với C đủ rồi nè. Rồi H là H4.
Ở đây mới có 2 cho này thêm 2 thầy. 2O cộng 2O là 4 cho này thêm 2. Nha. Ở đây kia nè, ở đây cũng có 2 xe nè. Ở đây 1 thêm 2 4, ở đây mới 2 thêm 2. 2O cộng với 2O nó là 4 cho này thêm liền 3 cho thầy. Ok ha, như vậy là thầy đã chỉ xong cái viết phương trình oxy. Rồi viết phương trình hydro nè, hydro viết sao giờ thầy chỉ ha. Cũng vậy luôn. H cộng với oxy thì chúng ta ra là H2O. Ở đây có 2O, ở đây 1 thêm 2, 22 là 4, 2 đây. Rồi H2 cộng với COO thì thầy chỉ nha, H2 nó sẽ đi với O nè, nó thích O hơn thì ra H2O. Rồi ta cộng CO đó. Phản ứng này cân bằng này nè, H2 đủ, O nè, O nè, CO đủ. Rồi H2 cộng Fe3O4 thì H2 của mình thích oxy. Mà nó sẽ ra là H2O nha các bạn. Nghe thầy dạy một số bạn là cứ viết là H2O4 là sai nha. Chúng ta phải ra là H2O, còn 4 này là do Fe3O4 thôi. Rồi ta cộng gì? Cộng Fe. Rồi thầy chỉ cân bằng nè, ở đây có 3 Fe, ở đây mới có 1 thêm 3. Ở đây có 4 oxy đúng không? Ở đây mới có 1 thêm 4. 4 x 2 là 8 cho được thêm 4 cho thầy. Đó. Rồi H2 sẽ đi với oxy hơn là ra H2O cộng Fe. Rồi cân bằng tiếp. Fe đây 2 chỗ này thêm 2. Ở đây 3O nè. Ở đây mới có 1 thêm 3. 3 x 2 là 6 chỗ này liền 3 này. Đấy. Rồi H nó sẽ đi với O hơn là ra H2O cộng Hg. Rồi H đấy là H2O cộng với BB. Rồi mấy này nó cân bằng này nha các bạn. Cân bằng này thầy không cân bằng nó Fe cộng H2O. Rồi H đi với đây nên là H2O cộng với ZN. Ok, đó. Vậy là thầy đã hướng dẫn xong oxy và hydro. Mẹo viết phương trình hay gặp nhất nha. Đó, các bạn coi lại nha. Còn bạn nào mà chưa biết cân bằng thì mình cứ coi cho thầy. Mình làm riết rồi sẽ biết cân bằng rồi. Thì qua tiếp theo là đối với nước. Rồi đối với nước nè, các bạn giờ đối với nước thì các bạn học thuộc trong thầy nè. Natri mà cộng được với nước thì chúng ta sẽ ra là NaOH cộng H2. Đó. Rồi ha, rồi chúng ta sẽ quy đồng số 2 lên thầy nè. Quy đồng lên số 2 chúng ta học thuộc luôn là 222. Học mẹo vậy thầy nha, là KOH. Chúng ta có hydro nè, chúng ta cũng quy đồng số 2 luôn là 222. Ok, còn đối với thằng này thì khác nha, CA ra CaOH 2 cộng H2 nè. Này ra BaOH 2 cộng H2. Bây giờ thầy chỉ cân bằng nè. CA đủ rồi, bây giờ tiếp H nè, ở đây H2. Ở đây có H2 nữa là 4, cho này ta thêm 2 cho thầy. À, này 2O, ở đây có 2O đủ. Ở đây nè, 4H cũng là ta thêm luôn. Đó. Rồi thầy chỉ ha, vậy là câu 1 với câu 2 là anh em mà chúng ta cân bằng giống nhau, và câu 3, câu 4 là anh em. Rồi tiếp 5, 6, 7, 8 thầy chỉ luôn. Chúng ta nhớ Na2O cộng H2O, chúng ta ra NaOH cho thầy. Không tạo ra khí H2 nha. Chúng ta ra KOH cho thầy. Này ra CaOH tất cả 2 lần. Này ra BaOH tất cả 2 lần. Cái này ra H3BO4. Còn này ra là HNO3 nha. Rồi chúng ta thầy chỉ nè, B thì sẽ ra H3BO4, N sẽ ra HNO3, còn S này sẽ ra là H2SO4 cho thầy. Ở đây là SO2 thì sẽ ra là H2SO3. À ha. Rồi nước điện phân chúng ta sẽ là H2 cộng với O oxy. Giờ thầy quay lại cân bằng nè. 5. Na đây là 2 nè. Ở đây mới có 1 thêm 2 thầy. 2H, 2H đủ, 1O, 1O là 2O. K2. 2 chỗ này thêm 2 thầy. Rồi 7 8 là 5 6 là giống nhau nè, 7 8 giống nhau cân bằng nè. CA với CA đủ nè. H2 nè, H2. Đủ nha. Rồi 9 là H3B4 đây. B2 nè, ở đây 2, ở đây mới có 1B, ta thêm 2 cho thầy. 2 x 3 là 6H, chỗ này ta thêm 3. 3O cộng với 5O là 8, 2 x 4 là 8 nha. Rồi N2, ở đây mới có 1, thêm 2 này.
2H 2H đủ, 1O cộng 5O là 6O đủ. Rồi SO3 nè, ra SO4 là H22 đủ nha. Đấy, mấy này là đủ, mấy cái 11, 12 là đủ nè. Rồi điện phân nước thì chúng ta là ở đây thấy O1 ở đây O2 cho thêm 2 này. 2 nhân 2 là 4H, cho này thêm 2 cho thầy. Rồi ok nha. Ok, các bạn có theo kịp không? Không kịp mình bình luận để thầy hướng dẫn lại ha. Các bạn phải học thuộc cho thầy nha, mấy cái này chúng ta phải học thuộc nè. Mấy cái câu này là anh em nè. Đó, bốn chất này là anh em nè. Rồi đó, viết y chang vậy thầy đó, học thuộc cho thầy thôi đó. Oxit bazơ tác dụng với nước ra dung dịch bazơ đấy nè. Oxit axit tác dụng với nước ra dung dịch axit đó, các bạn thuộc cho thầy. Rồi bây giờ phản ứng phân hủy ha, phản phân hủy thì chỉ ha, chúng ta sẽ có KClO3, nhiệt độ sẽ ra KCl và cộng O2 cho thầy. Rồi ở đây có O3 và O2, ta quy về con số 6 ha. Vậy là 6 chia 2 cho liền 3. Ở đây mới có 3 thêm 2. Đó. Rồi KMNO4 chúng ta ra là K2MNO4, học thuộc có thể. Cộng MNO2 rồi cộng O2. Đó. Và ứng này K2 chỗ này thêm 2 cho thầy. Rồi 2MN ở đây có 1MN cộng 1MN là 2 nè. Ở đây O4 cộng với O2, O2 nó là O8. Nè, 4 x 2 là 8. Ok ha. Rồi. Phần hủy tiếp theo là ra Fe2O3 nè cộng H2O. Ra oxit tương ứng nè, ra Al2O3 cộng H2O. Đó. Ra COO cộng H2O. Rồi cái này ra là thủy ngân nha. Cộng với oxy. Đó. Xong giờ rồi thì chỉ cân bằng nè. FeD2 nè, ở đây mới có 1 thêm 2. 2 x 3 là 6H. Ở đây mới có 2 thêm 3. Ở này Al2 nè, chỗ này thêm 2 nha. 2 x 3 là 6. Chỗ này thêm 3 này. Rồi xong. Thủy ngân nè, cái này đủ nha, cái này là đủ nè. Tại sao đủ? COCO đủ nè. H2 rồi, 1 2O nè, ở đây có 1 cộng 1 là 2. O2 nè, ở đây thêm 2 này. 2HG thêm 2. Rồi ok ha. Đó, thầy đã hướng dẫn xong là oxy, hydro rồi, nước rồi, phân hủy rồi, chúng ta sẽ qua hai cái axit. Hai axit này chúng ta cũng hay gặp lắm nha, nên thầy sẽ chỉ các bạn và các bạn cố gắng tập trung. Rồi Fe đi với HCl thì chúng ta sẽ ra gì nè? Chúng ta sẽ ra là Fe đi với Cl nha các bạn. Nha. Ta chú ý thầy là Fe đi với Cl thầy. Ta ra là FeCl2 cộng H2. Rồi Fe của mình ở đây là sẽ hóa trị 2 nha các bạn nhá. Rồi tiếp Zn cộng HCl sẽ ra ZnCl2 cộng H2 nha, nhóm này. Rồi Mg đi với HCl nè, chúng ta sẽ ra là MgCl2 cộng H2 luôn nhớ nha. AlCl3 cộng H2. Rồi ok, tại sao thầy viết AlCl3 thầy chỉ nè. AlCl3, Al hóa trị 3 nè, Cl hóa trị 1, viết chéo vô AlCl3. Ok nhá. Rồi tại sao thầy viết MgCl2? Mg hóa trị 2, Cl hóa trị 1 nên viết chéo ha. MgCl2. Đó, các bạn phải thuộc hóa trị nha. Rồi thì chỉ cân bằng nè, ở đây có 2Cl đúng không? Chỗ này mới 1 thêm 2 thầy. Ở đây có 2Cl đúng không? Chỗ này thêm 2 cho thầy. Chỗ này có 2Cl, chỗ này thêm 2 cho thầy. 2H đủ. Ok ha. Nha, rồi tiếp. AlCl3 chúng ta học thuộc cho thầy nè. Nè, ở đây bây giờ thầy chỉ cái phương trình này ngoài đây xong thì điền vô nhé. Al cộng HCl ra AlCl3 cộng H2. Giờ thầy chỉ. Ở đây có 3Cl đúng không? Chỗ này thêm 3 thầy. 3H2 ở đây có 2, chúng ta phải thêm 3/2 cho thầy. Nha. 3/2, nếu các bạn viết cách 1 cũng được, nếu không thông tích viết cách 1 các bạn viết cách 2 cho thầy là Al
AL cộng HCl nè. Chúng ta ra ALCl3 cộng H2 đúng không? Ta quy đồng số 2 lên cho thầy. Ha, như vậy chỗ này sẽ thành số 6 nè. Số này số 2 nè, cái này là số 2 nè, cái này là quy đồng số 2 ta bỏ đi. Vậy còn số 3. Như vậy cách viết của mình là 2 6 2 3 hoặc là các bạn viết ở trên đây đều được nha. Đều được hết hai cách. Ok. Xong, rồi chúng ta sẽ qua viết. Thầy sẽ viết Mg đi với Cl và H sẽ đi với oxy ha. H nó sẽ thích oxy hơn nha. Các bạn nhớ thầy. Chúng ta viết là MgCl2 cộng H2O nè. Chúng ta ra COCl2 cộng H2O nè. Chúng ta ra AlCl3 nè cộng H2O nè. Rồi, thầy chỉ cân bằng ha. Ở đây Cl2 chỗ này thêm 2 thầy. Cl2 chỗ này thêm 2. Rồi, này Al2 nè chỗ này thêm 2 thầy. 2 x 3 là 6, Cl chỗ này thêm 6. 6H ở đây thêm 3. Bạn nào chưa biết cân bằng thì mình coi lại video cân bằng của thầy nha. Tiếp Zn đi với HCl ra ZnCl2 cộng H2. Ồ, rồi chúng cân bằng cho thầy nè. 2 thầy. Rồi Natri sẽ đi với Cl, H sẽ đi với OH nha các bạn. Vậy chúng ta sẽ ra NaCl cộng H2O. Cái này chúng ta sẽ đi Ba đi với Cl, H đi với OH. Ra BaCl2 cộng H2O. Cl đây 2 nè, chỗ này thêm 2 thầy. 2H, 2H là 4, chỗ này thêm 2. Còn trên đây đủ rồi nha, đủ rồi thầy, không cân bằng. Rồi Ca cộng ra CaCl2 cộng H2O. Cl2 hóa chỉ 2 nè. CCA hóa chỉ 2 nên chúng ta viết chéo ha. Cl đây 2, chúng ta cân bằng đây 2. 2H 2H là 4, cho này thêm 2 thầy. Rồi ha, còn CaH CaCO3 cộng HCl chúng ta ra là đây. Chúng ta ra CaCl2 cộng H2O cộng CO2. À, đáng lý chúng ta sẽ tạo ra là axit. Axit này nè, axit này yếu nha các bạn. Yếu nó sẽ bị phân tách ra nước và CO2 nên nó không có tồn tại, nên các bạn biết vậy đó thầy. Ok ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ từ HCl chúng ta phiên qua H2 bốn lõn nha thầy. Tương tự thôi nha. Rồi ta viết tương tự giùm thầy cái nha. Chúng ta sẽ thấy là Fe nó sẽ đi với SO4 nha. Chúng ta sẽ ra là FeSO4 cộng H2. Cái này cân bằng nha các bạn. SO4, S4 đủ nè, H2 2 đủ, nên chúng ta viết y chang là ZnSO4 cộng H2. Rồi MgSO4 cộng H2. Rồi Al nè, Al đi với SO4, chúng ta nhớ là Al2SO4 tất cả 3 lần giùm thầy cộng H2 nha. Al2 chỗ này thêm 2, SO4 này là 3 nè, ở đây thêm 3. 3 x 2 là 6, chỗ này thêm 3 thầy. Rồi chúng ta ra MgSO4 cộng H2O. Ra COSO4 cộng H2O. Đó, các bạn nhớ giùm thầy. Rồi A Al đi với SO4 chúng ta nhớ là Al2SO4 tất cả 3 lần cộng H2O nhé. Rồi cân bằng nè. SO4 là 3 ở đây mới có 1 là thêm 3. 3 x 2 là 6 cho người thêm 3 này. Rồi chúng ta ra ZnSO4 cộng H2O. Rồi chúng ta ra Na2SO4 cộng H2O. Nha, Na2 nè, ở đây mới có 1 thêm 2. 2H cộng 2H là 4, cho này thêm 2 này. Đó, bạn nào chưa biết cân bằng thì mình coi lại nhé. Đoạn này chúng ta sẽ ra là BaSO4 3 đi với SO4, H đi với OH là ra cộng H2O. Rồi cân bằng nè. Ở đây 2H, 2H là 4, cho này thêm 2 này. Rồi chúng ta ra CaSO4 cộng H2O. H2, 2 là 4, chỗ này ta thêm 2 này. Rồi Ca đi với SO4 với H này CO3 là ra là CaSO4 nè. Nè, H cộng với CO3 sẽ ra axit yếu nè. Chúng ta bị phân tách ra là H2O cộng CO2. Rồi ok. Đó, video ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn mẹo học thuộc các phương trình hay gặp nhất. Đó. Đó. Rồi các bạn coi lại giùm thầy ha, chúng ta phải biết viết được phương trình là chúng ta mới làm được các nội dung khác được. Rồi, các bạn còn cái phần nào mà chưa hiểu thì các bạn để lại bình luận để thầy làm video nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.